Con về rồi à? Vâng. Con ăn cơm con. Ôi giời ơi, cơm nước thì chả có gì ăn như này, con đi làm về đã mệt chết đi được rồi. Thôi con chẳng ăn đâu, con đi gọi pizza ăn này. Mẹ ơi, mẹ làm điều gì hỏng hết váy của con rồi. Trời ơi. Ô này, hôm nay cuối tuần tụi mình đi ra ngoài ăn cái gì đi. Ở nhà chán quá. Tao mới lấy cái xe ô tô, kẹt quá. Mà tiền ăn lần trước đã trả mày đâu. Ủa rồi đáng bao nhiêu. Đi hôm nay tao khao. Để tao gọi cho mẹ tao. Alo con à. Alo mẹ à. Hôm nay con đi ăn với bạn nhá. Con quên không bảo mẹ. Mẹ ăn mình nhá. Thế con lại không về à? Ăn xong con về. Đi. Gọi cho con My xem sao. Alo, My à. Tao bảo này, công ty tao đang xảy ra ít việc, tao kẹt tiền quá. Mày có mày cho tao mượn đỡ một ít. Thế à, chết dở nhờ. Nhưng mà dạo này tao cũng kẹt quá cơ ấy. Ừ, làm nào bây giờ. À, hay là còn cái xe mày mới mua ấy, mày cắm cho tao mượn đỡ mấy hôm. À, xe đó tao mua để tên mẹ tao. Mà giờ đưa mày mượn mẹ tao lại khó tính lắm. Bây giờ, lần này mà không có tiền để lo thì công ty phá sản chắc rồi. Vậy đâu ra tiền bây giờ đây? Con à? Cái gì đây mẹ? Đây là khoản lương hưu mẹ để dành dụm. Con có việc con cứ cầm lấy, nếu không đủ thì bán cái trang sức này đi mà lo liệu. Thôi mẹ cất đi, con lớn rồi con tự lo được, mẹ không cần phải cho con như này đâu. Con cứ cầm lấy mà lo việc. Mẹ không cần gì cả, chỉ cần con khỏe mạnh bình an là mẹ vui lắm rồi. Con cảm ơn mẹ. Cũng quên dần quên ước mơ của mẹ là gì. Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chính là con.